bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn cái răng, cái tóc là gốc của con người. Thì bài hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn là những phương pháp làm tóc. Và đây là một cái khóa học về thiết kế tạo mẫu tóc cho các chị em phụ nữ. Thì các bạn sở hữu một mái tóc đẹp, nhưng hiện tại là bạn chỉ có sở hữu là 2 slide cho mái tóc của mình cột lên hay xõa tự nhiên, và có tới hàng trăm kiểu tóc dễ thương dành cho con gái. Nhưng bạn sợ tốn thời gian hay là sợ mình không có hoa tai, nên chỉ theo 2 slide này bạn đang đánh mất quyền con gái của mình đấy. Nhưng bạn biết không, sau khi học xong khóa học này thì bạn chỉ mất 5 phút để tạo cho mình một kiểu tóc mới mỗi ngày, và không cần phải ra tiệm và tốn thời gian và không nhàm chán. Thì lợi ích của khóa học này, bạn sẽ biết cách tết tóc phù hợp với công việc, đi chơi, dự tiệc, và bạn sẽ có những mái tóc đầy cá tính nhưng không kém phần điệu đà, và bạn sẽ tự tin với mái tóc đẹp mỗi ngày. Và đối tượng đào tạo là tất cả ai muốn tự tay và làm đẹp. Và sau đây là mời các bạn xem một đoạn video clip giới thiệu khóa học tạo kiểu tóc mỗi ngày. Xin chào các bạn, mình là Nhung Leo, mình là cô gái có đam mê trong lĩnh vực làm đẹp. Mình thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những cách giúp cho phái nữ có thể tự làm đẹp cho bản thân mình tại nhà với tiêu chí đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả. Trong khóa học các kiểu tóc đẹp mỗi ngày này, mình sẽ chia sẻ đến các bạn những kỹ thuật làm tóc căn bản, cách sử dụng các dụng cụ làm tóc và cả phương pháp tự cắt tóc tại nhà nữa. Quan trọng hơn nữa là không thể thiếu cách thực hiện các kiểu tóc đẹp rồi. Thông qua khóa học này thì bạn sẽ thấy được là việc làm tóc thực sự không hề khó khăn như bạn đã từng nghĩ trước đây. Bạn sẽ có thể tự mình thực hiện một các kiểu tóc đẹp từ đơn giản, dễ thương để đi học, đi chơi, hay các kiểu tóc thanh lịch như công sở, và cả các kiểu tóc cầu kỳ sang trọng hơn trong các buổi tiệc nữa. Ngoài ra, bạn còn có thể xác định được các kiểu tóc phù hợp với bản thân và phù hợp với từng dịp khác nhau. Chắc chắn là mọi người xung quanh sẽ bị thu hút bởi các kiểu tóc đẹp và ấn tượng của bạn đó. Người ta thường nói mái tóc là gốc con người, vì vậy bạn đừng nên tiết chút thời gian để làm đẹp cho mái tóc của mình nha. Hãy đăng ký ngay khóa học ngay hôm nay để bắt đầu làm đẹp cho bản thân mình đi nào. Và các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích và các bạn muốn sở hữu được những mái tóc đẹp và những kiểu tóc sang trọng, thì các bạn hãy đăng ký đường link ở phía dưới để được giảm giá ưu đãi 40%. Thay vì các bạn đăng ký trực tiếp thì các bạn sẽ không được giảm giá, và các bạn đăng ký theo đường link ở phía dưới video của mình thì các bạn sẽ được giảm giá. Và bài chia sẻ hôm nay của mình là tạo các kiểu tóc đẹp mỗi ngày đến đây là hết. Và nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và hãy đăng ký kênh của mình. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ tiếp theo.